Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 7 tháng 5 năm Tân Sửu Ngày này là ngày Ất Mùi tháng Giáp ngọ năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim quỷ giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bạo Khoang, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành Niên Mệnh, Sa Trung Kim, ngày Ất Mùi tức can khắc chi nghĩa là mộc khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm sa trung kim kỵ tuổi kỵ sửu quý sửu ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi kỷ hợi nhờ kim khắc mà được lợi ngày mùi lục hợp với ngọ tam hợp với mão và hợi thành mộc cục xung với sửu hình sửu hại tý phá tuất và tuyệt sửu về tuổi xung khắc trong ngày tuổi kỷ sửu quý sửu tân mão tân dậu tuổi xung trong tháng tuổi mậu tí, nhâm tí, canh dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày của các sao tốt như sao lục hợp, tốt mọi việc, sao xấu trong ngày gồm có sao câu trận, kỵ về an táng, sao phụ đầu giáp, kỵ về khởi công, động thổ, sao tam tang, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng tây bắc, tài thần, hướng Đông Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi tí bước sang ngày thứ tư này, xem từ vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi tí đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, tí mùi tương hại. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo trong ngày hôm nay có phải đối mặt với nhiều chuyện không được như ý muốn. Công việc thì dễ dễ gặp phải trục trặc, liên tiếp vướng phải những khúc mắc không đáng có, ảnh hưởng tới tín độ ban đầu của bạn nữa bạn mệnh tuổi tí đang bị kẻ tiểu nhân tìm cách cản trở trên con đường ở phía trước với những kẻ đó ganh tị với những thành công mà bạn đã đạt được cho nên đã bày ra cái bẫy để cho bạn tuổi tí bị sụt hố đánh mất đi những gì mà mình đang có nếu như bạn bất cẩn bù lại trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi tí lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh cái điều này à, lại bù đắp cho những mệt mỏi trong ngày hôm nay khi bạn đang có được tài chính ổn định, tiền bạc không quá rộng rỉnh, thế nhưng cũng đủ cho bạn chi tiêu cho nhu cầu cần thiết khiến cho bạn cũng yên tâm hơn phần nào. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, công việc trục trặc không được như ý muốn từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy tín đậu công việc trì trệ do những khúc mắc không đáng có từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa tiểu nhân tìm cách ngáng trở do lòng ganh ghét đố kỵ từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ tránh vì một phút bất cẩn mà đánh mất đi những gì mình đang có từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc tài chính ổn định yên tâm cho việc chi tiêu cho cuộc sống Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 19, số 31, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi xỉu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi xỉu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành mùi xỉu tương xung cho nên với bạn tuổi xỉu cần phải hết sức tránh những cuộc cãi vã xích mích để không tạo ra bất lợi cho bản thân mình về sau này Đừng chỉ vướng phải một chút chuyện nhỏ đã nhảy dựng lên khiến cho mọi chuyện càng thêm rối riêng hơn. Bù lại, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi xỉu lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh tạo đà cho bạn. Có thể nâng cao chuyên môn cho bản thân để có thêm cơ hội nhận về những trọng trách lớn lao hơn trong thời gian tới. Bạn cần phải cố gắng để học hỏi thêm về kinh nghiệm từ những người đi trước, bạn sẽ thấy mình nắm bắt được những điều còn thiếu suốt nhanh hơn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Đây không phải là dấu hiệu tốt cho sức khỏe của bạn. Bạn mạnh tuổi Sửu chú ý ăn uống điều độ, lành mạnh để tránh gây sức ép chua dạ dày. Thường xuyên ăn uống không đúng bữa hay là bữa bữa sáng dễ khiến cho bạn phải trả giá đắt khi sức khỏe của mình bị suy sụp nữa. Vài tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim nên tránh các cuộc tranh cãi, xích mích. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy có thể tự gây bất lợi cho bản thân vì để ý những điều nhỏ nhặt. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa có cơ hội nâng cao chuyên môn để đảm bảo nhiệm vụ trọng trách quan trọng từ vi tuổi tân Sửu thuộc mệnh thổ cố gắng học hỏi thêm kinh nghiệm của những người đi trước từ vi tuổi quý Sửu thuộc mệnh mộc chú ý ăn uống điều độ và lành mạnh và đánh giá của bạn tuổi xỉu trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 17 số 48 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cá tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tuổi hợi tử vi tuổi dần thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi dần bước sang ngày thứ tư này xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày của chính tài nhập cục cái điều này mang tới tin vui về tình hình tài chính cho bạn trong ngày hôm nay. Mọi chuyện với bạn đều diễn ra như những gì mà bạn đã suy tính và khả năng phán đoán nhạy biến, tài nhìn xa trông rộng khiến cho sự nghiệp của bạn ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu nhập nhờ vậy cũng được cải thiện đáng kể. Và nhân lốc, nguồn tài lộc vượng như thế này, với bạn tuổi dần có thể suy nghĩ thêm về việc đầu tư phát triển để cho tiền bạc ngày càng sinh sôi nảy nở, chứ để tiền bạc nằm ở một chỗ lâu ngày mà không được dùng đến, vô cùng là lãng phí nhá. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần, lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc và đây là dấu hiệu cho thấy con đường tình duyên của bạn với nửa kia lại không được bền chặt cho lắm. Người ấy không hiểu và thông cảm cho những vất vả mà bạn đang phải chịu đựng mà chỉ biết trách móc, bạn thiếu quan tâm tới người ta mà thôi. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, tài chính đốn tin vui, thoải mái trong việc chi tiêu, tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhờ sự nhạy biến và tầm nhìn xa trong rộng, tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, có thể suy nghĩ thêm về việc đầu tư để tiền bạc sinh sôi nảy nở, tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, mối quan hệ về tình cảm có nhiều trục trặc, đôi lứa không hiểu được nhau, tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, người ấy thường xuyên trách móc thay vì thông cảm cho bạn. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 64, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mùi, tuổi Hợi. Từ vi tuổi Mão thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021, xem vận trình ngày thứ tư này với ba tuổi Mão cho chúng ta thấy là ba tuổi Mão đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ. Cái điều này mang tới cát khí lan tràn cho bạn trong ngày hôm nay. Nhờ vậy mà với bạn mệnh tuổi mão, có thể thong dong, thoải mái, rất nhiều chuyện tốt sẽ tìm đến với bạn. Và có thể xem đây là cơ hội để cho bạn phát triển sự nghiệp, công danh tốt nhất dành cho bạn. Bạn cũng cần phải cố gắng nắm bắt thật chắc bạn tuổi mão nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mão đang gặp được ngày của thiên tài trợ mệnh cái điều này làm cho bạn con đường tài lộc của bạn có được nhiều may mắn và hanh thông hầu hết đều phát tài nhanh chóng bằng nghề phụ có người còn trúng thưởng bất ngờ nữa với những ai đang có ý định mở rộng quy mô kinh doanh buôn bán thì đây là thời điểm khá thích hợp cho bạn tuy nhiên trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có mộc thổ khác nhau cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với người ấy đang đứng trước bờ vực rạn nứt do đôi bên còn có quá nhiều điều chia giấu với nhau cả hai đều chưa sẵn sàng chia sẻ những điều thầm kín nhất cho đối phương khiến cho sự nghi ngờ cứ thế nảy sinh về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy cát khí lan tràn có nhiều chuyện tốt tìm đến tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa có được cơ hội phát triển về sự nghiệp công danh tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ con đường tài lộc được hanh thông có dấu hiệu phát tài phát lộc tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc có thể nhân cơ hội này để mở rộng quy mô kinh doanh, buôn bán với mình. Từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, tình cảm rạn nứt, rồi những bí mật thầm kín vẫn đang còn chia giấu. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 33, số 79, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh da trời quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi hợi tuổi mùi Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh và đây là cơ hội tuyệt vời để cho bà tuổi thìn bắt tay vào những dự án mới táo bạo nào đó tuy nhiên với bà tuổi thìn cũng đừng quên tính toán để những nguy cơ tiềm ẩn cũng như là khả thi của kế hoạch để đạt được hiệu quả tốt nhất cho mình và với bà tuổi thìn dù có vấp phải những trở ngại, cũng đừng có vội nạn trí. Muốn thành công thì bạn cần phải cả một quá trình phấn đấu, rèn luyện, bởi không có thành công nào đến sau một đêm cả. Cứ bền bị cố gắng, rồi thành quả xứng đáng sẽ đến với bạn mà thôi. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn, cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này có thể gây ảnh hưởng, tác động không nhỏ tới sức khỏe của bạn mệnh trong ngày hôm nay. Bạn nên tránh tâm lý chủ quan cho rằng chỉ là bệnh vặt vãnh, cho nên cần phải đi khám bác sĩ để có thể có những biện pháp chữa trị kịp thời cho mình nhé. Về từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa có cơ hội thích hợp để bắt tay vào các dự án mới. Từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ đừng có quên tính tới tính khả thi của kế hoạch. Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc muốn thành công cần phải cả một quá trình phấn đấu và nhẫn nại. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, thành quả xứng đáng sẽ đến với bạn, luôn bền bỉ nỗ lực. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, tránh tâm lý chủ quan, coi thường về bệnh tật. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11 số 73, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là công việc của bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày khá chi là suôn sẻ nhờ chính quan độ mệnh về các mối quan hệ hợp tác làm ăn đều có được tín hiệu tốt và đạt được hiệu quả bất ngờ hai bên tin tưởng lẫn nhau và chung chí hướng cho nên mọi vấn đề đều được giải quyết rất nhanh chóng không những vậy với bạn tuổi tỵ trong ngày này bạn còn nhận được sự giúp đỡ đắc lực từ những người đồng nghiệp xung quanh quả thực là không có họ có lẽ bạn sẽ không đạt được thành công như vậy và với bạn tuổi tỵ bạn luôn biết ơn và cố gắng giúp lại mọi người bằng hết khả năng của mình nữa trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tỵ cũng đã gặp được ngày có ngũ hành tương sinh cái điều này giúp cho bạn có được vận trình về tình cảm khá tốt đẹp với những sóng gió trước đó càng khiến cho tình cảm của hai bên trở nên gắn bó thắm thiết hơn tạo nên nền tảng vững chắc cho tương lai nữa rồi. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, công việc được suôn sẻ, các mối quan hệ hợp tác làm ăn đạt được kết quả tốt. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, tìm được đối tác đáng tin cậy và chung lý tưởng. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, được đồng nghiệp trợ giúp đắc lực và nhiệt tình. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp từ vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy vận trình tình cảm tốt đẹp đôi lứa càng ngày càng gắn bó và đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 44 số 62 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát Tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi xỉu tuổi thân, tuổi giàu. từ vi tuổi ngọ thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ trong ngày này bạn đang gặp được ngày cung ngũ hành mùi ngọ nhị hợp cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi ngọ gặp được nhiều thành công trong chuyện làm ăn và ngày hôm nay rất thích hợp để cho bạn bàn tới việc hợp tác cùng người khác sẽ giành được nhiều thành công cũng như là tăng thêm phần lợi nhuận cho mình. Và trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi ngọ đang có những tai họa do kẻ tiểu nhân gây ra. Bạn mệnh tuổi ngọ có thể sẽ bị kẻ thứ ba chiên chân vào mối quan hệ tình cảm của mình mà không hề hay biết và tới khi nhận ra thì đã muộn, tình cảm cũng đổ vỡ, chẳng thể nào cứu vãn được. Ngày này, xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 7 tháng 5 năm Tân Sửu và theo hải thượng lãn ông, ngày này nhân thần ở trong lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Vì vậy với bạn tử ngọ nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này nhé. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, các chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán được hanh thông, đạt kết quả tốt, tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, thích hợp bàn chuyện hợp tác làm ăn, thu về lợi nhuận, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, cẩn thận kéo lại bị tiểu nhân tìm cách ngáng trở, gây họa, tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, tình cảm có thể bị người thứ ba chiên chân phá hoại, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, tránh tác động Mộ xỉa ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 28, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cho nên con đường công danh sự nghiệp của bạn nhờ vậy mà có nhiều khởi sắc với những nút thắt trước đó không ai giải quyết được nay được bản mệnh bền bị tìm cách tháo gỡ cho nên đã xử lý được gọn gàng nữa rồi Nhờ vậy mà cấp trên đánh giá cao vào khả năng ứng biến cũng như là phát huy khả năng, năng lực tiềm ẩn của mình trong ngày hôm nay và có thể sẽ được giao thêm trọng trách quan trọng cho bản mệnh trong thời gian tới là bàn đạp để cho sự thăng tiến của bạn túi mùi trong tương lai nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn túi mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này tác động, đe dọa tới sức khỏe của bản mệnh bạn tuổi mùi cũng cần phải chú ý tới các bệnh về đường tiêu hóa là bạn cần phải đi thăm khám bác sĩ kịp thời nếu như thấy cơ thể mình đang có dấu hiệu không ổn. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, công danh sự nghiệp có nhiều khởi sắc, từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy tháo gỡ được những nút thắt chưa ai mở được ra tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa được cấp trên đánh giá cao về khả năng ứng biến và phát huy của mình tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ có thể được giao thêm trọng trách tạo bàn đạp để cho bạn thăng tiến về sau tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc có thể gặp vấn đề về đường tiêu hóa cho nên bạn cần phải đi khám bác sĩ kịp thời về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 31, số 65, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọa. Từ vi tuổi thân thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay con đường làm giàu gặp nhiều trở ngại các chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán của bạn không được máy thuận lợi do bạn không thực sự chú tâm dễ đánh mất đi cơ hội kiếm tiền vào tay người khác Thậm chí trong ngày này với bạn tuổi thân, nếu như bạn không cẩn thận, với bạn có thể gặp họa phá tài vì sự cả tin dẫn đến quyết định bồng bột. Tiền bạc không dễ gì kiếm được, đừng có để cho tài sản vất vả tích góp bỗng tan thành mây khối. Khi đó có hối hận cũng chẳng lấy lại được đâu đó bạn tuổi thân nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi thân, lại đang gặp ngày có thổ sinh cho kim, trái ngược với những bất lợi về tình hình tài chính, thì cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại đang rất ổn định. Có thể hôm nay bạn sẽ được người ấy an ủi và chia sẻ sau những nỗi buồn về tiền bạc mất mát gây ra, quả là điều may mắn khi mà bên cạnh bạn luôn có được một người yêu thương và quan tâm, chăm sóc tới mình nhiều như vậy vài tử vi tuổi giáp than thuộc mệnh thủy con đường làm giàu gặp gành khó thu được lợi nhuận tử vi tuổi bính than thuộc mệnh hỏa dễ dàng đánh mất đi cơ hội kiếm tiền vào tay người khác do thiếu đi sự chú tâm tử vi tuổi mậu than thuộc mệnh thổ có thể gặp họa phá tài vì sự cả tin thiếu đi sự quyết đoán bồng bột tử vi tuổi canh than thuộc mệnh mộc đừng có để cho tài sản vất vả tích góp tan thành mây khối một cách đáng tiếc. Từ vi tuổi nham thân thuộc mệnh kim, tình cảm xuân sẻ luôn được người ấy yêu thương và quan tâm. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 22, số 53, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. Từ vi tuổi dậu thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi dậu trong ngày này cần phải suy nghĩ linh hoạt hơn trong công việc của mình. Nhất là khi bạn đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh có những lúc sự cứng nhắc sẽ khiến cho bạn mất đi cơ hội để thể hiện tốt năng lực của mình và khiến cho cấp trên không hài lòng cho lắm về những biểu hiện của bạn sự quyết đoán cũng là điều mà bạn tự dậu cần phải cải thiện khi cơ hội đến bạn mạnh phải nhanh chóng đưa ra quyết định kịp thời đừng có do dự trần trừ quá lâu để cho cơ hội vụt qua mắt và đôi lúc cũng có một chút máu liều sẽ giúp cho bạn đạt được nhiều lợi ích hơn mình nghĩ nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dậu cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này tạo điều kiện thuận lợi cho vận trình tình duyên của bạn, thêm phần được thuận lợi. Và ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, có được nhiều cơ hội để gặp gỡ những người khác phái và quên biết thêm những người bạn mới có thiện cảm người đã có đôi có cặp thì được tận hưởng không khí ngọt ngào bên những người thân yêu của mình. Cảm giác hạnh phúc không có gì có thể sánh bằng. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy nên suy nghĩ linh hoạt hơn để công việc thêm phần thuận lợi, xuân sẻ. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, sự cứng nhắc có thể khiến cho cơ hội vụt qua mắt. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ cần phải nhanh chóng cải thiện về sự quyết đoán tránh do dự, trần trừ quá lâu, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, đôi khi cần phải có một chút máu liều để đạt được những thành đạt tích mà mình mong muốn, tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, đào hoa rực rỡ, tình duyên thắm sắc. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18 số 64, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vui tuổi Tuất, thứ tư, ngày 16 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tử Tuất đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn Tuất xỉu mùi. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo chuyện tình cảm gặp nhiều rối riêng. Điều này khiến cho bạn vô cùng đau đầu trong ngày hôm nay. Với những khúc mắc chưa được giải quyết, càng khiến cho tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài, hai bên đều buồn bã và suy sụp nhưng chẳng ai chịu là người xuống nước trước. Với bà tuổi Tuất, mọi chuyện vốn bắt nguồn từ những mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt nhưng lại không được giải quyết kịp thời, cho nên mâu thuẫn càng ngày càng leo thang, phá vỡ hạnh phúc mà bạn và người ấy đã cất công xây dựng bấy lâu. Tình yêu cả hai dành cho đối phương vẫn còn đấy, nhưng lại chưa đủ để vượt qua được cái tôi cá nhân của mọi người. Bù lại, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tốt lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cái điều này làm cho công việc của bạn trong ngày hôm nay lại tiến triển khá tốt đẹp Bạn mệnh không cần phải chứng minh năng lực cho bất cứ ai bởi thành quả của công việc đã là thước đo chính xác nhất cho bạn nữa rồi về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa tình cảm rối ren do chiến tranh lạnh kéo dài từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ khúc mắc tồn tại trong chuyện tình cảm từ lâu nhưng không được giải quyết kịp thời từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc hạnh phúc rạn nứt trong nháy mắt khi cái tôi thắng tình yêu dành cho người kia từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim công việc tiến triển tốt hiệu suất ổn định từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy thành quả là thước đo tốt nhất cho năng lực của bản thân và đánh giá của bạn từ tốt trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 37, số 56, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi phù trợ. Cái điều này mang đến cho bạn tuổi Hợi có được những điều kiện thuận lợi cho chuyện tình cảm, đặc biệt là Đối với những bạn đang còn độc thân, đào hoa khởi sắc, bạn mệnh có thể được người thân hay là bạn bè giới thiệu cho đối tượng tâm đầu ý hợp dễ dẫn đến hôn nhân nữa với bà tuổi hợi bạn cũng nên mở lòng mình đừng có mãi chôn chặt tình cảm sau những vấp ngã ở quá khứ chuyện gì qua thì hãy để cho nó qua đi con người ta sống vì hiện tại và tương lai chứ chẳng ai lại nhìn mãi về phía sau cả trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi hợi cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này nhắc nhở bản mệnh tuổi hợi nên cẩn trọng trong từng lời an tiếng nói, chú ý hoàn cảnh xung quanh để có cách xử lý thích hợp. Đừng có lúc nào cũng nghĩ gì nói nấy một cách vô tư nhưng không đúng nơi đúng lúc sẽ khiến làm xấu đi tiếng tam và hình ảnh của mình. Công việc khi đó cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Bạn tuổi hợi nhé. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, con đường tình duyên có nhiều điều kiện thuận lợi. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, đối với những bạn đang quản độc thân có thể được giới thiệu cho đối tượng phù hợp. Từ vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, nên nhìn thẳng về phía trước thay vì xấu mãi trong quá khứ. Từ vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, chú ý lời ăn tiếng nói, trục phù hợp với hoàn cảnh. Từ vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, ăn nói vô tư, thiếu đi sự suy nghĩ có thể làm xấu đi hình ảnh của bản thân. Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 94, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.